bấy giờ, Đại Bồ Tát lôi âm phổ trấn, nương oai lực của Đức Phật, quan sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng, lúc đó vị Đại Bồ Tát lôi âm phổ trấn, nương đại oai thần lực của Phật, quan sát khắp tất cả đại chúng đến tham gia pháp hội ở trong đạo tràng. liền dùng kệ để nói công đức của Phật. Xưa Thế Tôn tu hạnh Bồ Đề, cúng dường mười phương vô lượng Phật. Được oai lực thiện thệ gia trì, Phật ngồi trên tòa đâu chẳng thấy. Xưa Thế Tôn tu hạnh Bồ Đề, trong quá khứ vô lượng kiếp về trước, Phật tu hành tích tụ công đức nên thành tựu Bồ Đề hạnh môn, cúng dường mười phương vô lượng Phật. Trước khi Phật chưa thành Phật thì chuyên tu hạnh môn cúng dường mười phương ba đời tất cả vô lượng chư Phật. Được oai lực thiện thệ gia trì, thiện thệ tức là Phật, oai lực của Phật quá khứ gia trì, oai lực của Phật hiện tại gia trì. Gia trì là gì? Bổn lai chẳng có thần thông, bây giờ có thần thông. Bổn lai chẳng có trí huệ, bây giờ có trí huệ. Đó là chư Phật Bồ Tát gia trì cho bạn, khiến cho bạn đắc được thần thông và trí huệ. Phật ngồi trên tòa đâu chẳng thấy, Phật ngồi trên tòa sư tử. Tất cả Bồ Tát không ai mà chẳng nhìn thấy Đức Phật. Hương diễm mà ni châu như ý, chạm trổ rượu hoa tòa sư tử. Đủ thứ trang nghiêm đều hiện ra, hết thầy chúng hội đều thấy rõ. Hương diễm mani trầu như ý, vừa dùng hương vừa dùng trầu mani như ý, chạm trổ rượu hoa tòa sư tử, dùng những thứ châu báu này chạm trổ trên tòa sư tử để niêm sức tòa báu hoa sen vi rượu, đủ thứ trang nghiêm đều hiện ra, ở trên tòa sư tử của Phật còn có đủ thứ đồ nghiêm sức đều hiện ra ở trong ánh sáng tất cả chúng hội đều thấy rõ hết thầy đại chúng hải hội đều nhìn thấy rất rõ cảnh giới này phật tòa hiện khắp tướng tràng nghiêm niệm niệm màu sắc đều khác nhau tùy các chúng sinh hiểu khác biệt đều thấy phật ngồi ở trên mình phật tòa hiện khắp tướng tràng nghiêm phật ngồi tại tòa sư tử hiện ra khắp pháp tướng tràng nghiêm niệm niệm màu sắc đều khác nhau ở trong mỗi niệm hiện ra vô lượng ánh sáng và vô lượng màu sắc. Ở trong vô lượng màu sắc lại hiện ra vô lượng tướng đều khác nhau, chẳng giống. Tùy các chúng sinh hiểu khác biệt, cảnh giới mà Phật hiện ra là tùy theo căn tính của chúng sinh mà hiện. Chúng sinh có kiến giải khác nhau, cho nên hiểu biết đạo lý cũng khác nhau, trí huệ đắc được cũng khác nhau. Thầy đều thấy Phật ngồi trên mình, Tuy có đủ thứ cảnh giới khác nhau, sau mỗi chúng sinh đều thấy Phật ngồi ở trên mình, đối diện với mình. Ví như mặt trời, mỗi người đều cảm thấy mặt trời ở trên đầu mình. Cảnh bóng bùa răng lưới hoa sen, hoa nở hiện ra các Bồ Tát. Mỗi vị vang tiếng diệu êm tai, khen ngợi như lai ngồi tòa báu. Cảnh báu bùa răng lưới hoa sen, có cảnh cây báu bùa răng trang nghiêm như lưới hoa sen hoa nở hiện ra các Bồ Tát, hoa sen ở trên lưới, hoa sen nở ra thì có vô lượng các Bồ Tát vọt hiện ra. Mỗi vị vang tiếng diệu êm tai, mỗi vị Bồ Tát đều diễn ra âm thanh vi diệu êm tai, giống như tấu nhạc khiến cho người nghe sinh tâm hoàn hỷ vui mừng. Khen ngợi như lai ngồi tòa báu, thứ âm thanh vi diệu đó đều khen ngợi Phật Pháp Tăng, cũng khen ngợi công đức của Phật ngồi trên tòa sư tử, vì chúng sinh thuyết Pháp Công đức Phật lượng như hư không Tất cả tra nghiêm từ đây sinh Sự nghiêm sức ở trong mỗi địa Tất cả chúng sinh chẳng biết được Công đức Phật lượng như hư không, công đức của Phật có bao nhiêu, có vô số lượng, chẳng cách trì tính đếm, chỉ có cách dùng hư không để đại biểu. Tất cả trang nghiêm từ đây sinh, Phật có 32 tướng, 80 vẻ đẹp, những tướng trang nghiêm đó đều do công đức thành tựu từ vô lượng kiếp về trước sự nghiêm sức ở trong mỗi địa phật từ sơ địa bồ tát cho đến thập địa bồ tát làm tất cả công đức là việc nghiêm sức tất cả chúng sinh chẳng biết được việc này hết thảy chúng sinh không thể biết được vì công đức của phật vô lượng vô biên chẳng phải trí của chúng sinh thấy biết được kim càng làm đất chẳng hoại được rộng lớn thành tịnh rất bằng phẳng mani làm lưới răng hư không dưới cội bồ đề đều cùng khắp kim càng làm đất chẳng thể hoại bồ đề đạo tràng dùng đá kim càng làm đất vĩnh viễn không thể hủy hoại được rộng lớn thành tịnh rất bằng phẳng thứ đất kim cang này vừa rộng lớn vừa thanh tịnh vừa bằng phẳng mani làm võng răng hư không lại dùng châu mani chế thành võng răng bùa trong hư không phóng ra ánh sáng rực rỡ dưới cội bồ đề đều cùng khắc phật ngồi dưới cội bồ đề đều cùng pháp pháp giới mặt đất vô biên sắc tướng đẹp vàng thật tán nhỏ dài lên trên khắp nơi giải hoa và châu báu đều làm sáng đẹp tỏa như lai mặt đất vô biên sắc tướng đẹp đất bồ đề đạo tràng có vô biên sắc tướng đẹp đẽ khác nhau vàng thật tán nhỏ dài lên trên mặt đất này lại dùng bột mịn bằng vàng thật dài lên trên ánh sáng vàng thật, chiếu sáng rất trang nghiêm. Trước kia tôi gặp một người lúc anh ta bị bệnh ở trong cơn mê, đi đến thế giới cực lạc, xong chỉ đến bên ngoài chứ chẳng vào bên trong, nhìn thấy cõi thế giới cực lạc, đều là vàng thật làm đất, cây báu thẳng hàng. Anh ta nhìn thấy thế giới cực lạc thì càng tăng thêm niềm tin đối với pháp môn niệm Phật. Sau khi khỏi bệnh, càng kiên thành tu pháp môn niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, đều chẳng lìa chuỗi. Miệng niệm Phật, tay lần chuỗi, chẳng khi nào ngừng nghỉ, mấy năm sau anh ta biết giả giấc vãng sanh. Sau khi tắm rửa xong, niệm Phật chẳng bệnh mà vãng sinh về thế giới cực lạc. Lúc đó có đủ thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn xuất hiện, ai thấy cũng đều cho rằng chưa từng có. Khắp nơi giải hoa và châu báu, ở trên mặt đất khắp nơi đều giải hoa quý tốt đẹp và các thứ châu báu. Đều làm sáng đẹp tỏa như lai, tại sao phải trang nghiêm như thế? Vì Phật muốn nói bộ kinh đầu tiên, kinh hoa nghiêm đại phương quảng Phật, cho nên đại chúng đều dùng ánh sáng chói đẹp để nghiêm sức pháp tòa của Phật. Địa thần hoan hỷ rất hớn hở, sát nà thị hiện vô cùng tận, khắp nổi tất cả mây trang nghiêm, luôn đứng trước Phật để chiềm ngưỡng địa thần hoan hỉ rất hớn hở mỗi nơi đều có địa thần địa thần cũng hoan hỉ gặp được phật các ngài gặp được phật thì tay múa trần nhảy biểu thị sự vui mừng đến tột độ sát na thị hiện vô cùng tận trong khoảng thời gian rất ngắn phật thị hiện quang minh chẳng có lúc nào cùng tận khắp nổi tất cả mây trang nghiêm khắp hết thầy nổi lên tất cả mây trang nghiêm tốt đẹp luôn đứng trước phật để chiêm ngưỡng Địa thần luôn luôn đứng ở trước Phật để chiêm ngưỡng Phật, mắt nhìn Phật chẳng tạm rời. Đèn báu rộng lớn rất sáng chói, phóng quang thơm sáng chẳng ngừng ngớt, tùy thời thị hiện đều khác nhau, địa thần dùng đây để cúng dường. Đèn báu rộng lớn rất sáng chói, có đèn báu nì rất rộng lớn, lừa ngọn đèn báu này rất sáng chói. Phóng quang thơm sáng chẳng ngừng ngớt, ánh sáng của đèn báu phóng ra chẳng những sáng chói mà còn có hương thơm chẳng có khi nào tắt. Tùy thời thị hiện đều khác nhau, tùy theo thời gian thị hiện ra, cảnh giới đều khác nhau. Địa thần dùng đây để cúng dường, địa thần dùng cảnh giới trang nghiêm này để cúng dường Phật.